Masking hay còn gọi là mặt nạ, đây là một công cụ cực kỳ cơ bản của hầu như tất cả các phần mềm edit và chắc chắn là gần như tất cả các bạn sẽ biết công cụ này, nhưng để mà giỏi và master nó thì lại có khá là nhiều mẹo hay. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài mẹo rất hay để có thể làm chủ được công cụ này nha. Nào bắt đầu thôi. Mẹo đầu tiên nếu bạn vẫn đang mask như thế thì để mình chỉ cho các bạn một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều nha Đừng mask từng keyframe, như vậy nó cực kỳ mệt mỏi và mất thời gian Thay vì thế hãy mask theo macro level Mask theo macro level là như thế nào? Đây ở đây thì mình đang dùng After Effects để hướng dẫn cho mọi người Nhưng mà cái lý thuyết này thì sẽ giống như ở tất cả các phần mềm nhé Bây giờ mình cùng vẽ mask này và đặt keyframe cho tảng đá này ở điểm đầu rồi bây giờ mình sẽ đặt keyframe cho mask ở điểm đầu Và mình sẽ kéo đến cuối Và mình sẽ đặt lại mask cho tảng đá này ở điểm cuối Tức là bây giờ mình chỉ tạo duy nhất hai keyframe thôi Mọi người cùng xem nha Ok vậy là đã xong mask cả ở điểm cuối nữa Thì cả cái video mình chỉ đặt duy nhất hai keyframe Và trong toàn bộ video giữa hai cái điểm key này ấy, thì cái mask nó sẽ tự chuyển động theo cái hình dáng của cái tảng đá mình vừa mask. Mọi người có thể nhìn thấy là nó, nó chưa hoàn toàn chính xác lắm, nhưng mà cái mask nó vẫn sẽ follow đi theo cái sự dịch chuyển và cái thay đổi hình dáng của tảng đá. Việc duy nhất mà mọi người cần sẽ là đi đến những chỗ cần thiết ở trong timeline và đặt keyframe nữa để chỉnh lại cái mask và tiếp tục đến những cái điểm mà mask nó lệch so với cái tảng đá nhiều và chỉnh lại cái hình dáng thì toàn bộ video cái mask nó sẽ được hoàn thiện một cách chính xác mà không cần phải keyframe cho toàn bộ video thử xem nhá bây giờ mình sẽ kéo về phần giữa này ở đây là cái mask nó sẽ bị lệch hơi hơi nhiều ra một chút rồi đúng không bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái dáng của cái mask cho nó chuẩn hơn một xíu nhá ok mình vừa đặt thêm một keyframe nữa tức là bây giờ mình chỉ có ba keyframe ở trong toàn bộ cái timeline và mọi người có thể nhìn thấy cái mask này nó gần như là đã follow hoàn toàn chính xác cái tảng đá này mặc dù là cả cả hình dáng và vị trí của cái tảng đá đều di chuyển nhé. Nhưng mà mình chỉ dùng có duy nhất 3 keyframe. Bây giờ mặc dù là nó chính xác tương đối rồi nhưng mà mình sẽ thử xem là để chính xác nhất thì mình sẽ cần khoảng bao nhiêu keyframe nhé. Như mình đã nói với mọi người đấy thì mọi người sẽ chia nhỏ ra thành từng phần và đi mask uh, theo các cái phần đó mà chúng ta cứ kéo đến giữa của các đoạn để mà chỉnh Ok bây giờ mình tiếp tục check này và mình sẽ kéo về giữa của hai keyframe và mình xem là nếu mà lệch like ở đâu thì mình sẽ lại thay đổi ở đó tiếp Vậy là mình đã mát xong cái tảng đá này Mình đã dùng 11 keyframe để mát hoàn toàn cái tảng đá này một cách tương đối chính xác Thay vì dùng 264 keyframe thì mọi người có thể thấy là hiệu quả và nhanh hơn rất nhiều rồi đúng không? Và cách này sẽ dùng cho những cái đối tượng nó không có độ khó, độ phức tạp quá cao hoặc là có quá nhiều di chuyển trong cùng một đối tượng. Đó thì đây sẽ là một cách vô cùng hợp lý và cùng sang với mẹo thứ hai nha. Và mẹo thứ hai không cần lúc nào các bạn cũng phải keyframe cho cái mask của mình. Và ở trong phần property thì các bạn có thể thấy là khi các bạn vẽ mask ra thì nó sẽ có một mục là track cho cái mask của các bạn. Thì cái đó là hoàn toàn tự động và cái này thì thường áp dụng cho các footage mà khi đối tượng chủ thể của mình không di chuyển quá nhanh, quá nhiều motion blur và chúng ta cũng không, không cần cái độ chính xác quá cao cho đối tượng cần mask. Ok, hãy tạo một cái mask bất kỳ cho đối tượng chủ thể nhé. Ở đây thì mình sẽ mask thử cái mặt của cô gái này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy được ở đây là nó sẽ có một cái property là track cho cái mask của các bạn thì các bạn hãy bấm vào phần cái 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 công cụ này bấm xuống thì ở đây là nó sẽ track theo gì thứ nhất là position tức là track vị trí thứ hai là position và rotation tức là track theo vị trí và độ xoay thứ ba là position scale and rotation tức là track theo vị trí độ to nhỏ và độ xoay thì thường thì chúng ta sẽ chọn cả ba tức là position scale và rotation còn ở đây là một preview là khi tích vào thì nó sẽ hiện luôn là cái tiến độ check ở trên màn hình như nào cho các bạn nha thì các bạn cũng sẽ tích vào luôn đó thì mình sẽ bấm track này thì cái này kết quả thường nó sẽ khá là nhanh và khá tương đối là ổn ở những cái footage mà nó không có độ di chuyển nhiều và cũng không cần độ chính xác cao và nó cũng thường được dùng trong các cái bộ phim Đó, vậy là toàn bộ quá trình mask mọi người không cần phải làm gì hết cả, mọi thứ đều là tự động và kết quả thì tương đối nhanh và chính xác. Mẹo thứ ba, với những đối tượng phức tạp thì hãy chia nhỏ ra để mask thay vì làm việc trên một mask duy nhất. Với mẹo thứ ba này thì áp dụng cho những vật có cái chuyển động nó khó, nó phức tạp và nó không có tính ổn định. Ví dụ như trường hợp này, nếu như mọi người mask thông thường ấy thì mọi người sẽ mask như thế này, sẽ dùng một đường mask duy nhất để mask toàn bộ con rùa này ra đúng không? Bây giờ mình sẽ mask thử nha. Ok, vậy là đây là sau khi mọi người đã mask xong con rùa. Thì đây sẽ là cái cách thông thường mà mọi người sẽ dùng để mà mask cái con rùa này. Thì mọi người có thể thấy là với một cái mask duy nhất này ấy, thì mọi người đã tạo ra một cái mask nó có độ khó rất là cao. Thứ nhất là nó có quá nhiều Quá nhiều đường gấp khúc Quá nhiều đường gấp khúc và có quá nhiều những cái điểm nhỏ lẻ Keyframe tiếp theo này Thì với một cái chuyển động nhỏ Với những vật có những cái chuyển động phức tạp như thế này ấy, Thì mọi người sẽ phải vào chỉnh lại cái mask Ở từng chỗ như thế này Rồi mình sẽ thử sang khi mà đến nó Đây Ví dụ đến như thế này Đấy bây giờ mọi người sẽ lại phải chỉnh này thì mọi người sẽ lại bị trồng đường mars lên rất là nhiều và lúc thì mọi người sẽ bị thừa điểm mars lúc thì mọi người sẽ bị thiếu điểm mars và nó làm cho cái độ khó nó còn nhân lên rất là nhiều và phức tạp hơn đây ở đây như chỗ hai cái vây khi mà nó trồng lên nhau này thì mọi người sẽ bị thừa điểm mars của hai cái vây thừa rất là nhiều luôn thế bây giờ mình sẽ lại không biết chỗ nào để mà xếp những cái điểm mars đấy nữa vào thì nó lại trồng chéo lên nhau mask như thế này thì nó thứ nhất là nó không khoa học cái thứ hai là nó tốn nhiều thời gian và quan trọng nhất là stress mình nghĩ là hầu như là mọi người sẽ bỏ cuộc thôi và chuyển sang các công cụ khác như là roto thì thực ra ở những cái trường hợp này thì roto là đúng rồi nhưng mà dù là mọi người có sử dụng roto hay gì thì trong rất nhiều trường hợp mọi người sẽ vẫn phải dùng thêm mask để mà điều chỉnh lại thêm những cái thứ cần thiết Chính vì thế mà mọi người vẫn sẽ phải Cần biết đến cách smart như thế nào cho nó hợp lý Xong rất là khó khăn thì cũng đưa cái đường mask về Nhưng mà ví dụ bây giờ Đây nó lại tách ra như này thì bây giờ mọi người là bắt đầu tách tách thì tỉa tỉa các cái điểm ra thì nó rất là stress Cái cách hợp lý hơn ở đây là gì? Cái cách hợp lý hơn ở đây như mình đã nói đó là chia nhỏ để mask thì tại sao lại chia nhỏ ra? Cái việc chia nhỏ đường mass này nó sẽ làm đơn giản hóa chuyển động và làm cho việc mass đơn giản hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở con rùa này thì mình sẽ tách chuyển động của con rùa này theo ra làm các phần như mình quan sát ở trên con rùa. Ví dụ như là phần đầu, toàn bộ phần thân, hai phần vây trên và hai phần vây dưới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo nhé. Bây giờ thay vì một mát duy nhất thì mình đã tách cái con rùa này ra thành 6 phần riêng lẻ và mỗi phần nó có cái chuyển động riêng của từng phần đó cho nên là thay vì làm việc với một mát phức tạp thì bây giờ các bạn thể chia ra và làm việc với từng mát riêng lẻ nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đó đối với những cái mask như này thì mọi người làm nó vừa đỡ mệt vừa thoải mái và đỡ stress hơn rất là nhiều so với việc là chỉ làm việc với một mask duy nhất hiểu chưa hiểu chưa đại ý là thay vì làm việc với một cái mask nó rất là lằng nhằng thì hệ chia nhỏ ra làm nhiều phần đơn giản hơn để đỡ stress và nhanh hơn mong rằng những chia sẻ vừa rồi của mình có ích với mọi người nếu thấy hay hãy like share và subscribe Xin chào hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.